Dạ, xin chào cả cô anh chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là sáng hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Thì trong sáng nay thì cũng lên cô anh chị mình ít cái combo ma giống thôi, cũng có 10 mã cho anh chị, từ mã 91 tới mã 100. Thì trước khi là con lên mấy cái mã thì giới thiệu anh chị mình ít ma giống nhỏ nhỏ. Cái này thì con mới có ra được ít cây thôi chứ chưa có nhiều nha. Nhưng mà đây là lên combo của anh chị mình trước cái này. Này là ba cây bình lợi gốc lớn nha. Lô này là con ghép cái lô gốc lớn cũ hôm bữa chột nó bằng ta cái được nha, cây bự lắm, cao cả khoảng gan rưỡi hay gan tay. Cây này bự nè anh chị, nhưng mà bo thì mình chưa lấy liền được nha, bo chưa lấy liền được. Combo ba cây vậy là ba sĩ nè, có một bộ một thôi nha cô anh chị, chứ không có nhiều nha. Tại mấy bộ sau là lô này là con ghép trước Tết, trước Tết là đôn hàng lại nó mới còn thôi. Bộ ba cây gốc lớn hết 300k bao ship nha cô anh chị, gốc bành bành không à. Đấy, còn bên đây mấy cái giống này thì là cái này là giống dảo lá rí nè, hổm rài không có lên của anh chị mình nè. Nhưng mà cái số lượng này nó ít lắm nha anh chị, mới ghép được con mớ nè. Cái này là dảo lá rí chứ không phải là cúc ha. Đây cho anh chị mình thấy ha, dảo nha, bông này bông dảo 8-12 cánh. Bên đây là bạch mai đọt đỏ nè, hôm bữa rài của anh chị mình cũng có hỏi giống này á, nhưng mà không có lên, mới gây ra được 3 mớ thôi nha anh chị. Đây, bên đây là bạch mai đọt đỏ ha, cũng được mấy cây. Cái này là dảo lá rí luôn nè ha, thấy có những chị mình thấy xung xuê đẹp không. Còn bên đây là hàng cúc lá rí nè, cúc lá rí giờ còn cặp nè, bông cúc cũng nhìn nhỏ nhỏ cũng dễ thương hết anh chị. Đây này là cúc lá rí nè, nó khác tại vì cái cúc lá rí thì cái nách lá nó sẽ thưa hơn tí xíu con dảo nha anh chị. Vậy thôi, thấy quán là so vậy. Cái này thì 60.000 cây, 5 cây mới bao ship nha anh chị. Nói chung là tương tự với mấy giống khác á. À, như tiếng vua bên kia là có mấy cái tiếng vua, tiếng vua thì nó chuỗi quá trời chuỗi luôn, thì cũng 60.000 cây. Nói chung là số lượng ít ha. Mai xoắn cũng vậy, mai xoắn cũng 60.000 cây luôn. Nhị đỏ, cúc dạng thọ đồ tùm lum hết. Đây có anh chị mình có thể xem loại nào cũng được. Thì này là combo ngoài lề nha cũng chị, combo ngoài lề sẽ chọn thôi, không thôi con sẽ lẻ ra từng cây con kẹp vô combo khác cũng được ha. Đây, con này thì số lượng ít, 5 cây dạo lá rí, 4 cây bạch mai đọt đỏ. Bạch mai đọt đỏ đúng ra là cũng còn nữa nha cô anh chị, chứ không phải như đây không, nhưng mà số lượng nó cũng ít thôi, chứ khoảng 5-10 cây thôi. Còn cặp cúc lá rí là hết ha. Tại đợt này là còn cái hàng cũ thì lựa nào đạt mới lên cô anh chị mình thôi, chứ nói chung là hàng nó chưa có nhiều hung nha cô anh chị. Giờ đây thì con cũng lên mấy combo thôi, giấc sáng thôi nha cô anh chị. Hôm nay thì cũng 10 bộ, cũng 10 cây luôn. Giấc chiều thì nó hơi ế tí xíu, còn cái sáng thì nói chung là cô anh chị mình thì thường thấy mua nhiều hơn. Đấy, cây đầu tiên là cây mai dảo quắn nha, dảo sắn đó, dảo sắn dảo quắn gì đó cũng một nè. Tàn nhánh thì nó xum xê nó phủ vậy luôn nè. Cây mã số 91, cái mặt bông của anh chị mình xem nè, ngang ngửa dạo Thủ Đức ha. Đấy, anh chị mình thấy chiều cao cây này được khoảng 36-35 đi, cây phủ xuống 91, 170.000 bao ship. Đây 170.000 mã 91 ha. Tiếp tục qua mã 92, 92 cây dấu nhung, cây liền cốt càng rộng nha anh chị. Đấy, này là chưa có nơm bộ đế lên, tại đế nó hơi chìm, con vô chậu nó hơi ít đó, chứ để bộ đế lên vậy nè, nó cao vậy nó sẽ nhiều hơn, nhìn bộ đế nó được hơn ha. Đấy, hết chất ăn rồi nha anh chị, về mình thay chậu, thay chất trồng giùm con ha. Đấy, cây này cũng 170.000 bao ship luôn, cột chột nó bự muốn bằng cây ta cải, bự chảng nha con chị. Dạ cây lắm mà, ba màu ăn lên rồi đó. 92-170 luôn, chiều cao cũng khoảng 30-35 thôi. Và mã số 93 cây siêu nụ bến tre nè. Đây, về con chị mình cũng phải cắt tỉa lại lá hết nha, tại lô này thì con chưa có đôn á, chưa có đôn. Để quấn lò xo nè, con chị mình thấy nè, 1-2-3 cái dòng trong đây nữa nha con chị. Đây nè, dòng bên đây nữa là khoảng 5 dòng, 2 dòng bên đây, 3 dòng ngoài là 5 dòng lò xo hết con chị. Chiều cao này là khoảng được 37-38 giờ tính 35 thôi. Đấy, tán ngang khoảng 30-170.000 bao ship. Thì tương tự mấy cây làm sao cũng vậy. Cái mấy cây làm sao là hôm qua nó đang có bông nè, cũng bằng giá luôn anh chị. Này hai cây là này là mã 81-82 nè. Của anh chị mình thấy vậy chứ tàn nhánh nó cũng đều lắm đó nha. Tại clip dắt chiều quá, clip dắt chiều của anh chị mình ít xem hơn. Bên đây cây này cũng vậy nha anh chị, cũng siêu nụ bến tre nè. Cây tàn nhánh lùng lực ha, đồng lực cây chột nè, bự hơn tới út nè, nhỏ hơn nó cái nè, mình thấy rõ cây ha. Thì về mình lãi lá, mình tỉa sơ lại rồi xong mình lãi lá tháo kẽm ra hết luôn nha anh chị.
Đấy, thì cho cây nó ra phơm lại. Cây này thì nó vô phơm rồi, cao khoảng 37 tính 35 luôn ha. Số 94 cũng 170.000 bao ship. À, bên đây thì cũng thường thử hai cây này cũng vậy nha chị, hai cây đang bông cũng vậy, 81 nè, 82 nè. Hôm qua giấc chiều của anh chị mình chọn ít lắm ha. Tiếp tục mã số 95. 95 là cây siêu phong Sài Gòn. Đế được nha anh chị, cây này là con đôn trước Tết ha. Về mình cũng lãi lá hết lá già đi. Gốc nhớt cũng liền cốt nha anh chị, cũng liền cốt rồi. Chiều cao khoảng 28 thôi. Đây, tại hàng đôn rồi thì nó sẽ lùng hơn ha. Cũng 170.000 bao ship, cây siêu phong Sài Gòn, mã số 95. Và mã số 96. 96 là cây cúng 150. Cúng 150 cánh ha. Cây dáng bay nha các anh chị, dáng bay nghiêng. Về tháo kẽm ra giùm con nha. Tại này là con chưa tháo kẽm ha. Cái kiểu này thì dáng nó bay bay chắc cũng khoảng chừng ba mấy á các anh chị, 35 36 gì đó. Mình tính 35 đi ha. 170.000 luôn, bao ship luôn ha. Thì ngoài cái đó thì bên đây là còn cây cúc cam nè, cúc cam này cũng 170 nè. Đây cây cúc cam, bên này là cũng siêu bông Sài Gòn luôn, đế cũ bự bự vậy đó. Các anh chị mình thấy ha. Bình lợi đó thì 250, bo nó cũng khá bo dài nha các anh chị, cây gốc lớn nữa ha. Rồi qua mã số 97. 97 cũng cây cúc cam luôn. Cúc cam gốc vườn, cây này ghép 3 bo. Lên thông số ha. Tại cái này thì nó cái sợi dây của con bị hư á, anh trừ cho anh chị mình 1 sen nha. Khoảng khoảng 9 nha các anh chị, 9 thôi ha, chứ không được 10. Trừ heo, tại đang bị hư, chiều mua công dây mới. Cao 35. Cây này 200k bao ship của anh chị mình ha, cây cúc cam. Gốc vườn nha các anh chị, chứ không phải gốc máy ha. 200k. Mã số 97, cây cúc cam ha. Bên kia cây thọ hương cẩm thạch 170.000 các anh chị. Cũng gốc vườn luôn, hoành nó cũng 7 luôn ha. Tiếp tục là cây cúc tây thi. Mã số 98. Đây, cúc tây thi đây. Đọt nó đỏ nha các anh chị. Loại tây thi này đọt đỏ nha. Cây cũng khá được nha, củ đế nó cũng có ha. Cũng gốc vườn, cây này cũng ghép 3 bo, hàng cũng bự chà bá lửa, cột chọt bự chảng rồi nha các anh chị. Đo cái hoành cổ chứ không có đo cái cũ nha. Đây. Cây này hoành khoảng 8. Tự hao rồi, tại cái sợi dây nó bị đứt á. Chiều cao là khoảng 33 34 gì đó. Thì tính 30 luôn đi cho chẳng ha. Cũng 200k bao ship của anh chị mình luôn. Giờ tiếp tục qua mã số 99. 99 là một cây bình lợi. Bông. Nó bông chuẩn bình lợi đó anh chị mình thấy. Thấy vậy thôi nha. Quay gần thì bông nè. Ha, thẳng ra thẳng ngón tay ha. Đấy, hai bo ghép tàn nhánh đều ghép chột anh chị. Tàn cứng hết rồi. Cho anh chị mình thấy. Cây thì nó cũng tương đối thôi. Đo vô trường sen. Cây này hoành khoảng 7,5 thôi nha anh chị. Chiều cao 30. 30 là trừ hao rồi ha. 250 bao ship. Cây bình lợi. Mã số 99. À, bên kia cây hồng trang của anh chị. Hôm qua là con giới thiệu với anh chị mình cây hồng trang rồi á. Có cái mặt bông hồng trang luôn. Chùm ra hai bông. Tự nhiên hồi tối xong cũng hết bông bự. Giờ còn bông nhỏ thôi. Đây, cây này thì cũng bình lợi luôn nha anh chị. Mã số 100 cuối cùng luôn. Đế thì đây cũng được nè ha. Đó. Nhưng mà cây này nó lùng nha các anh chị. Nè, nó đang phân chi ra đều nè. Nè, một nhánh nè, hai nhánh nè. Ở bên đây nè, nó cũng phân nhánh nè. Nó đang phân nhánh ở mấy dưới nữa nha các anh chị, chứ không phải phân nhánh gì không. Cái này một bo nè, phân nhiều 4 5 nhánh được ha. Cây này là con đôn rồi nha, đôn rồi nó đang đẻ nhánh nha các anh chị, đang đẻ nhánh. Cây này hoành cũng khoảng chừng 78, 7 chấm mấy thôi. Chiều cao thì chừng khoảng 21, tán ngang là cũng khoảng 21 luôn. Cây này cũng 250 luôn. Nói chung cây mai cây này về của anh chị mình để dành mình chăm sóc cho đợt sau thôi nha. Chứ đúng ra đợt này thì nó chưa có ngon nha anh chị. Của anh chị mình thấy ha. Cây hồng trang này thì giá có 200 nè của anh chị. Hồng trang này 200. Hôm qua có mặt bông của anh chị mình luôn. Cây thanh mai nè, cây này cũng thanh mai luôn. Cũng 200k bao ship của anh chị mình luôn. Cũng ghép hai bo tàn nhánh đều nè. Đó. Cây này là cây nhị ngọc toàn 250 nè. Củ đế nè các anh chị mình thấy nè ha.
Đấy, cây này là cây bình lợi nè, ghép trước Tết nè, tàn nhánh phân chi đều cũng 250 bao ship của anh chị mình luôn đấy ha. Giờ còn đây là cái mặt bông hồng trang nè, hôm qua là có cái bông bự nó trổ, anh chị mình có thể check lại cái video cũ buổi chiều hôm qua nha, là một chùm về ba bông, chùm về ba bông luôn nha anh chị, nhưng mà hai cái bông nhỏ nó sọc xanh nè, đây cái sọc nó màu xanh nè, anh chị mình thấy đây ha, giống như kim ngân lượng nha, nó y chang luôn, nhưng mà có một cái là cái bông của nó sẽ có những cái bông lớn ha, bông lớn nó ít sọc xanh hơn, và bông nhỏ nó không có sọc xanh. Đây là bông tiêu chuẩn luôn nha anh chị, nhưng mà bông kim ngân lượng chính xác, bông nó cũng cỡ ba lớn vậy thôi, bông nó rất là nhỏ nha, nhưng mà có duyên ha. Đây sọc xanh xanh rồi, anh chị mình thấy rõ nè. Đó. Đây là cái mai giống hồng trang bên con đây, cái bông bự hôm qua rớt dục mất tiêu rồi. Đấy anh chị mình thấy ha. Đây là mai hồng trang. Thì loại này thì hôm gài con cũng có lên của anh chị, giống y chang như kim ngân lượng vậy đó, nhưng mà cái lá nó gai nó rất là bự nha. Và nó sẽ có xen kẽ giữa bông lớn và bông nhỏ anh chị, bông lá bầu tròn rất là lớn, dễ chăm sóc hơn kim ngân lượng rất là nhiều. Đây là mai hồng trang, lên của anh chị mình xem mình tham khảo ha. Dạ thì cũng bình thường cuối clip thì cũng giới thiệu anh chị mình mấy cái hàng 70.000, bình lợi thì cũng 70.000 nha anh chị, gốc thì nhỏ hơn vậy tí xíu. Cái này Sài Gòn ha, siêu bông Sài Gòn 70.000 cây, 5 cây bao ship của anh chị mình toàn chọn thoải mái luôn ha. Đấy, cây thì cũng tương đối già cứng nè, gốc thì lớn vừa chà bá này của anh chị, gốc vừa chà bá luôn ha. Lô này lô gốc lớn nha anh chị, tại vì Sài Gòn thì nó rẻ hơn mấy anh kia. Bông của anh chị mình thêm bông nữa ha, nó Sài Gòn vậy đó, 70.000 cây. Lô này thì gốc lớn thì giá nó hơi cứng hơn tí xíu, còn mà gốc nhỏ thì nó chỉ có 60 thôi nha anh chị, cũng 60 thì cũng bằng mấy loại kia thôi. Rồi anh chị mình cứ xem chọn 5 cây bao ship ha. Rồi thì con đăng nó cũng hơi dài đó, anh chị mình xem được loại nào, giống nào, mã nào thì mình có thể là liên hệ qua số máy là 0963210936 để đặt hàng ha. Cái nào mình lướt ngang kênh này cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Nhưng mà mình có những cái đóng góp ý kiến khác á, tìm giống mới khác thì mình có thể là comment phía bên dưới hoặc nhắn tin qua Zalo cho con luôn ha. Thì hôm qua thì con cũng có lên Thanh Mai rồi mấy giống linh tinh đó, thì mình cứ coi lại mình chọn thoải mái ha. Cuối cùng cũng chúc anh chị mình buổi sáng nhiều sức khỏe, lại của anh chị trong video sau. Dạ, xin chào ạ.